Chào các bạn, Sunny đã trở lại rồi đây. Và video hôm nay là restock nhân dịp Giáng sinh. Nhưng mà có rất ít slam về Giáng sinh nên các bạn thông cảm nhé. Bởi vì restock này chủ yếu là để cho sự kiện vào ngày 30 tháng 12 tại số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh. Sunny hy vọng tất cả các bạn sẽ đến đó để gặp Sunny và ủng hộ Sunny và có thể ring những em slam xinh đẹp trong ngày restock hôm nay. Và tất nhiên những slam này Sunny cũng có bán trên web và trên Shopee Sunny Fan TV nhé. Thì combo này có tên là Unicorn Baby và hũ đầu tiên chính là Unicorn Egg, được lấy ý tưởng từ bạn Noob Slam. Bạn ấy rất nổi tiếng slam trong mà bạn ấy có một cái slam về trứng unicorn này rất là nổi tiếng luôn. Và dạo gần đây Sunny hay post vài video có quay về cuộc sống của Sunny trước đây, không phải hiện tại đâu nha. Thì các bạn ủng hộ rất là nhiều và cũng gây cười khá là nhiều. Và các bạn cũng nói là Sunny hãy làm thêm những video vậy đi. Thì Sunny sẽ quyết định là từ nay trở đi sẽ làm đan xen các video vừa slam vừa về vlog cho các bạn nhé. Và rất mong là các bạn ủng hộ. Hũ thứ hai có một cái màu hồng rất là bánh bèo và có một cái charm em bé unicorn rất là xinh, kèm với đó là những hạt cốm màu unicorn và có cả kim tuyến ánh sáng, kim tuyến kiểu là flare, đúng rồi. Và các bạn ơi hãy đến sự kiện nhé, bởi vì lần đầu tiên Sunny bán keo trong tại sự kiện, bởi vì bạn biết đấy, keo trong của Sunny được làm từ PVA, tinh PVA của Malaysia nên là da chất keo trong rất là khác. Và vậy nên là Sunny không thể nhập nhiều về bán được. Vậy nên là chỉ có duy nhất một lần này tại sự kiện Sunny bán thôi. Vậy nên các bạn thăm vậy nên nhớ nhỉ, từ lúc mấy cái vậy nên rồi. Vậy nên các bạn đến sự kiện để mua slam nhé. Ôi trời ơi, trong slam này có một em bé unicorn rất là xinh các bạn nè. Hơi mắc cười một xíu, tại vì là đôi khi Sunny hơi bị chụp chen một chút xíu mà. Và trong combo này chắc chắn là sẽ có hũ clear không màu rồi. Và các bạn biết chất clear không màu của Sunny, nhưng mà chắc chắn là vẫn có mùi thơm, rất là thơm, một mùi thơm kẹo ngọt, một mùi thơm cực kỳ ngọt luôn. Các bạn xem các video review của các bạn khác rồi biết đấy, nó rất là thơm ngọt ngào. Vậy nên là đúng rồi. Bạn nhớ ủng hộ nhé. Và thêm một điều nữa, tất cả những slam Sunny chỉ bán đến ngày 29 tháng 12 thôi. Và sau đó Sunny sẽ nghỉ bán slam một tuần. Vậy nên là các bạn lại vậy nên nữa rồi. Vậy nên là các bạn tranh thủ nhé, không là không mua được nữa đâu, mà phải đợi rất là lâu. Slam tiếp theo có tên là Lemki. Tại sao đặt tên Lemki? Bởi vì nó kết hợp giữa lemon and kiwi, có nghĩa là chanh và kiwi, thì gọi là Lemki, viết tắt của hai từ đầu. Chung là không biết đặt cái tên gì, đặt mấy tên tào lao cho có tên mà. Và slam này được on về hai màu vàng và màu xanh lá cây, gọi là vàng như chanh và xanh như lá. Và hai màu này kết hợp với nhau sẽ ra màu vàng chanh rất là đẹp luôn, màu giống như màu nhưng mà đẹp. Và slam cực kỳ bóng như gì. Và bóp cũng bóng cực kỳ đã, chất dày. Và vì slam Sunny làm hơi đặc một xíu, bởi vì là để làm cho sự kiện nữa mà, và gửi cho bạn nữa. Vậy nên là các bạn thích chất basic của Sunny thì ủng hộ luôn cả basic nhé, đừng có mua mỗi clear không. Đấy, mua cả basic cả cao slam đi các bạn ơi nha. Cảm ơn. Slam basic này được kết hợp giữa cốm trái tim nè, cốm trái tim màu nâu nha các bạn, và xốp java chip, và có cả kim tuyến đen nữa. Vậy nên slam này có tên là choco choco và có mùi rất là thơm. Nói chung là Sunny bỏ nhiều có lại mùi lắm, không nhớ là mùi gì nữa, nhưng mà tóm lại là slam nào cũng thơm nha, kể cả basic, core slam và đặc biệt kia slam, tất cả đều rất là thơm ơi là thơm.
Và slam basic thì chắc chắn là bóng. Cái em slam này nó dẻo hơn em slam vừa rồi, nên là các bạn thấy Sunny chơi cũng dễ hơn. Và bóng bóng cũng đã hơn. Các bạn hay thấy Sunny thường trang trí clear slam theo kiểu nhạt nhạt để bạn thay đổi trong. Nhưng hôm nay Sunny thay đổi một chút là sẽ làm màu đậm hơn. Và kèm với đó là những cái cốm hoa này. Các bạn nói Sunny hay sử dụng cái hoa này thì thật sự mà nói Sunny có rất là nhiều, vì Sunny mua từ bên Malaysia. Cái gì ở Malaysia nhỉ? Và nó có nhiều màu xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím, nhiều quá phải sử dụng sao. Ở trong slam này còn có cả kim tím nhỏ nhỏ ông ánh nữa, nên là slam cực kỳ xinh luôn. Và mùi rất là thơm, bông bông rất là đã. Các bạn thấy lấp lánh đẹp không này? Rất là đẹp luôn, nó cũng đẹp mà nhỉ. Có phải màu đậm là không đẹp đâu. Thế nên Sunny cũng trang trí thêm cả màu đậm nữa. À, yes, lại là vậy á. Và đựng trong hũ tương tự, và một cách trang trí cũng khá tương tự, đó là chính là nước ép nho Galaxy. Thì là nó có màu trái nho ấy, chứ không phải có màu chữ. Và trong này có những hạt pearl và có cả cũng có kim tím lấp lánh nhưng mà ánh xanh nha mọi người. Và trong này còn có cả kim tím ngôi sao nữa, rất là xinh luôn. Màu trái nho các bạn biết trái nho nó ngược lại là gì không? Đây là em slam bánh nhiệt đới mà Sunny đã từng làm nhưng đựng trong hũ khác. Và đợt này Sunny sẽ đựng trong cái hũ này để bán 24/7. Các bạn đặt hàng thì có thể mua trên Shopee nhé. Và sao nhỉ? Các bạn nào mà thích crown trắng thì có thể chơi em này. Và tất cả slam hôm nay Sunny đều mới làm nên là clear nó không được trong lắm. Tại nó còn một vài cái bọt, có thể là basic vẫn còn hơi chưa bóng, crown còn hơi chưa tơi. Tuy nhiên thì đến sự kiện thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhé. Và các bạn biết rồi đấy, slam trong của Sunny thì đã rất là trong rồi, và slam mây thì rất là bông, basic thì bóng. Vậy nên là nếu mà có một video như ngày hôm nay nó hơi sơ suất thì các bạn thông cảm ha. Và đây là slam mây tiếp theo tên là vầng trăng khuyết, thì có cái charm vầng trăng khuyết và có đặc biệt là có kim tuyến lấp lánh như bầu trời đêm luôn. Trời, slam đẹp ơi là đẹp. Và nó được kết hợp giữa ba màu, màu hồng, màu xanh và màu tím. Và chất slam cũng giống y hệt như em crown trắng kia thôi. Tuy nhiên vừa mới làm nên cũng chưa ngắm tiết cho lắm đâu. Trời. Các bạn ơi, Sunny làm video này cực kỳ gấp luôn. Vừa quay, vừa edit, vừa thu âm, chắc vỏn vẹn 2-3 tiếng thì đấy thôi. Vậy nên là các bạn thông cảm nếu như video này nó không được hay như video trước hoặc là nhiều sai sót. Và cuối cùng chúng ta có những em slam hồng, phong cách Hồng Kông có chủ đề Giáng sinh. Đó chính là đầu tiên là em người Tiết nè. Và cây thông, không có gì làm cây thông cả nên Sunny phải lấy lá dừa làm thông. Và ông già Noel đi phát quà. Và đặc biệt trong combo, trong khi các bạn mua slam Hồng Kông đã có basic gọi là slam phồng phì nha. Vậy nên là trên Shopee sẽ có một cái mục là có slam basic. Nếu như các bạn muốn mua stem slam basic thì có thể chọn cái mục đấy. Và đầu tiên chúng ta sẽ có ông già Noel. Thì slam này Sunny sẽ đổi ánh sáng một chút để cho nó có một ánh sáng nó ảo diệu, giống như đêm Noel.
Và đây chính là em Slam Basic đặt được trong hũ Hồng Kông. Các bạn yêu cầu đây thì các bạn Slam ở Hồng Kông rất hay kết hợp giữa hai màu xanh và đỏ Amber thế này. Và Sunny cũng học hỏi các bạn ý. Thì Slam này cũng rất là phồng phì nha, nếu như các bạn biết cách chơi. Cũng như thế là kéo lên kéo xuống rồi bóp lên bóp xuống các kiểu ấy, làm sao cho nó phồng lên, cho lúc nó phồng lên à. À, và chất Slam thì giống như basic sẵn của Sunny thì bóp rất là đã bóng lắm và bóp cực kỳ đã luôn. Nhưng mà Slam basic bóp đã cực kỳ. Và chúng ta đã đến cái cuối cùng rồi, thì trong Slam này có em người tiết cùng với đó là một vài cái sốc tượng trưng cho những hòn tuyết ý. Và có một cái cây để đựng cho cây thông, chả giống cây thông chút nào, giống cây dừa hơn. Sunny cảm ơn bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ Sunny rất là nhiều. Và sau sự kiện Sunny sẽ tổ chức một big game, một cái game rất là lớn để tặng quà cho tất cả các bạn. Vậy nên các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi Sunny trên Instagram để cập nhật về cái mini game, à cái big game siêu khủng này nhé. Sunny hứa đấy. Và đặc biệt nữa là các bạn đừng quên đến tham dự event vào 30 tháng 12 này. Và cũng đừng quên đặt hàng trên Shopee Sunny Fun TV chỉ cho đến ngày 29 này thôi. Bye bye.